Nếu bạn mong muốn giảm đi lượng mỡ thừa ở phần bụng của mình, à, các bạn muốn giảm mỡ toàn thân, nhưng các bạn lại đang gặp vấn đề là mình đang bị à, yếu ở phần lưng, bị thoái hóa lưng hay là thoát vị đĩa đệm, thì đây là những bài tập rất là phù hợp cho các bạn. Bản thân mình là một huấn luyện viên yoga về chuyên về yoga trị liệu cũng như là giúp cho mọi người giảm cân, đặc biệt với những người bị thoái hóa, thì đây là những cái tư thế mà Kim Ba đang áp dụng vào những bài tập để giúp cho rất nhiều học viên khắc phục được tình trạng là cải thiện được tình trạng thoái hóa lưng và thứ hai là làm cho phần mỡ bụng của chúng ta trở nên săn chắc hơn, thon gọn hơn. Thì đây là năm tư thế các bạn nhé à, Tư thế à, đầu tiên mà chúng ta thể thực hiện với động tác đầu tiên Đó là chúng ta sẽ ngồi trong tư thế ngồi quỳ à, Các bạn chú ý này, tư thế ngồi quỳ này Thì bạn sẽ lấy chân phải làm trụ, chân trái chúng ta à, duỗi thẳng ra Hay chú ý này, cái bắp đùi chân phải chúng ta vuông góc với sàn nhé Hai tay bạn đặt vào sau đầu, đẩy khỉu tay sang hai bên Được chưa? Chúng ta giữ nguyên và hít sâu một hơi bạn chú ý tập trung suy nghĩ của mình vào phần bụng muốn bụng săn chắc chúng ta sẽ chủ động siết cứng cơ bụng của mình lại đẩy ngược lên rồi bạn nghiêng người sang bên phải một chút với trạng thái này cái trọng lượng cơ thể chúng ta sẽ kích hoạt làm cơ bụng phải siết lại nó hỗ trợ cho bụng của chúng ta thon gọn hơn đồng thời làm khỏe cho cuộc sống của lưng của chúng ta nhiều hơn sau đó nâng lên và thở ra một điểm lưu ý là chúng ta phải làm đúng trình tự này là hít vào này nín thở gồng cứng các nhóm cơ ở phòng bụng của mình lại để giữ chặt toàn bộ phần lưng Sau đó nghiêng sang bên phải Chúng ta để căng khỉu tay của mình ra Không được lỏng người nhé Không được lỏng người Sau đó nâng lên và thở ra Thế thì cách hít thở mà siết cơ bụng như thế nào Thì các bạn sẽ bổ sung thêm một video ở bên dưới Các bạn sẽ xem tiếp để biết về cách để siết cứng cơ bụng nhé Với tư thế này thì bạn có thể thực hiện từ 12 cho đến 18 lần Mỗi bên nhé Bạn tập phải xong bên phải chúng ta thực hiện sang bên trái được chưa Rất là dễ tập đúng không nó, nó không khó như các tư thế bài tập khác là tập bụng được nhưng mà lại làm chúng ta bị ảnh hưởng đau lưng nó dồn quá nhiều trọng lượng vào lưng và làm cho lưng của bạn bị suy yếu thì tư thế này vừa đủ cho chúng ta rồi sang tư thế thứ hai với tư thế thứ hai các bạn sẽ ngồi quỳ bàn chân dựng lên nhé khoảng cách giữa hai bàn chân cách nhau một ngang tay tay chúng ta vẫn đặt ở sau đầu và để căng khỉu tay sang hai bên bạn hít vào một hơi thật sâu hít vào một hơi thật sâu này để căng khỉu tay sang hai bên nghĩ đến cơ bụng của mình nín thở gồng cứng cơ bụng lại rồi chúng ta nghiêng sang bên trái là hơi chủ động xoay đầu nhìn lên trên thì động tác này vừa siết cứng cơ bụng vừa kéo giãn phần liên sườn làm cho cơ chúng ta nó được kích hoạt và săn chắc tốt hơn sau đó nâng lên và thở ra đổi bên tương tự bạn hít vào đầy hơi đầy căng kiểu tay nén thở gồng bụng nghiêng sai bên phải nhìn chéo lên trên và nâng lên thở ra thế nỗi sai thường gặp trong tư thế này ấy, là chúng ta không nghiêng mà các bạn bị gập xuống như thế này Thứ hai, lỗi sai là bạn không siết cứng cơ bụng phải tập trung nhé muốn giảm ở mỡ bụng muốn săn chắc cơ bụng thì chúng ta phải chủ động siết cứng cơ bụng của mình lại đặc biệt các bạn bị thoái hóa phần lưng chúng ta phải siết thật mạnh vào thì nó sẽ bảo vệ phần lưng chúng ta và phần bụng càng săn chắc nó càng giúp cho phục hồi phần lưng một cách tốt hơn được không thì số lần lặp lại thì khi bạn khuyến khích các bạn từ 12 cho đến 18 lần cho mỗi bên thì đó là tư thế thứ hai rất đơn giản đúng không ạ <laughs> rồi sang tư thế thứ ba các bạn sẽ chống tay của mình xuống ở đây cánh tay và đùi của chúng ta sẽ à, vuông góc với sàn các bàn tay chúng ta tách đều ra được chưa hai gối chúng ta gần vào nhau bạn chú ý này hãy quan sát phần lưng của chúng ta là song song với sàn giữ nguyên cố định phần lưng bạn hít đầy một hơi nghĩ đến cơ bụng trước gồng cứng cơ bụng của mình lại rồi duỗi chân trái ra hãy chú ý việc duỗi chân là của chân còn toàn bộ các vị trí khác là đứng im được dạ. chúng ta giữ chân và cảm giác như mình đạp căng cái chân ra và siết cứng cơ bụng của mình lại siết cả cơ đùi lại sau đó bạn thu lại và thở ra. Hãy tưởng tượng nếu bây giờ cái ba để viên gạch ở viên lưng của mình, thì toàn bộ phần lưng là giữ nguyên chứ không phải là bạn rũi chân ra bạn võng lưng xuống như thế này nhá. Thì làm cho phần lưng của bạn rất là đau và đấy là cách tập không đúng. Hít vào này. Gồng cứng cơ bụng trước, giữ thật tĩnh, bạn cứ đùng đỉnh bạn duỗi từ từ. Đấy, phần lưng không chuyển động, mỗi phần chân thôi. Mũi chân chúng ta hướng xuống dưới, siết chặt cái đùi. Thu lại và thở ra nhìn rất đơn giản nhưng động tác này vô cùng hiệu quả đặc biệt rất là à, được khuyến khích cho những người đang bị đau lưng bị thoát vị đĩa đệm để phục hồi phần lưng tốt hơn chị chưa thế thì à, số lần thì bạn cũng khuyến khích các bạn thì nhìn động tác đơn giản thôi nhưng Kim Ba có thể demo là hợp lý nhất là mức từ 8 đến cho 12 lần cho mỗi chân các bạn nhé rồi sang tư thế thứ tư được không? Tư thế này khá là thú vị tại vì nó sẽ giúp chúng ta à, kích hoạt toàn bộ cơ thể chúng ta và làm săn chắc toàn thân luôn đốt mỡ toàn thân đấy. Mới hay nữa là thì người tập bị đau lưng thì càng liên tập để vì nó rất hiệu quả cho phần lưng. Với tư thế thứ ba chúng ta sẽ nằm xuống. À, tư thế, thế này trong yoga được gọi là tư thế châu chấu, bạn duỗi thẳng mũi chân của mình ra, khoanh hai tay của mình lại với tay phải của bạn ở bên dưới. Bây giờ ngón tay sẽ chạm vào khuỷu tay của nhau, ngón tay sẽ chạm khuỷu tay của nhau, chán của bạn chạm vào cẳng tay. Cách thực hiện như sau, bạn hít đầy một hơi, hít đầy một hơi này. Nghĩa đến cái bụng gồng cứng cơ bụng của mình lại đã. Chúng ta nín thở nhé, sau đó nâng tay trái và đầu lên, cái tay trái sẽ chạm sát vào chán của mình Cho bạn lưng thật cao, lưng thật cao Tùy theo độ khỏe của lưng của bạn Nó sẽ kích hoạt toàn bộ cơ lưng sau Và cả cơ bụng cũng phải giữ chắc Sau đó bạn hạ xuống và thở ra Lưu ý nhé Chúng ta không phải sử dụng đầu để nâng lên Mà chúng ta đang gồng cứng cơ lưng của mình lại Để kéo người chúng ta lên Sau đó bạn đổi bên Hít vào này Nín thở Gồng cơ bụng lại Nâng tay và đầu lên Nâng tay và đầu lên một vài giây sau đó bạn hạ xuống và thở ra chú ý bạn phải gồng xiết cơ lưng của mình lại nhé thì nó mới làm khỏe phần lưng của bạn thế thì với những người bị thoái hóa lưng thì chúng ta khá là yếu vùng bụng à, vùng cơ sau lưng vùng bụng và vùng cơ sau lưng vậy thì à, đây cũng làm cái điều thú vị đó là à, yêu cầu của bạn để phục hồi phần lưng ấy, thì cái trạng thái tư thế này như mục tiêu của chúng ta nhé bạn phải lưng được người của mình tạo thành góc 45 độ so với mặt sàn thì nó thể hiện là phần lưng của bạn đang phục hồi tốt hơn vì chưa thì đó là tư thế. Số lần thì Kim bạn khuyến khích các bạn là từ 8 cho đến 12 lần cho mỗi bên. Thì với tư thế này sẽ tốn nhiều lực hơn thì bạn thể khi hạ xuống bạn thể nằm im, cho tay hít thở sâu một vài hơi rồi bạn tiếp tục nhưng là không cần phải tập quá nhanh thì cũng có thể là nó sẽ đốt mỡ các bạn nhiều hơn đấy. <laughs> rồi, tư thế cuối cùng là một tư thế khá là thú vị, vừa giãn mềm toàn bộ phần lưng của mình mà lại làm săn chắc phần bụng. Thì tư thế này chúng ta sẽ nằm ngửa. Bạn nằm ngửa nhé và duỗi thẳng hai chân của mình ra. Tư thế này rất là thích và trong các bài tập yoga trị liệu khi mà luôn khuyến khích học viên của mình tập theo. Cách thực hiện như sau, bạn hít vào với hai tay đan, chụp sát hai chân này. Hãy cảm giác giống như việc chúng ta đang đạp gót ấy. Cảm giác như ai đang kéo gót chân của mình ấy, bạn dựng bàn chân lên, cảm giác như ai đang kéo kéo chân chúng ta về sau ấy. Nó sẽ làm giãn toàn bộ đốt sống lưng chúng ta ra. Hít vào nén thở này, bạn vươn căng tay về sau đạp căng gót chân. giờ cảm giác như người mình bị kéo giãn ra. Rồi bạn gồng cơ bụng của mình lại, nâng đầu và vai lên như thế này chúng ta thấy cả đấy người mình rung 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 lên đấy sau đó hạ xuống thở ra bạn thu tay lại rất là dễ đúng không thì thế này hay nhất tuyệt vời nhất đó là nó vừa kéo giãn của sống lưng mà lại kích hoạt cơ bụng chúng ta săn chắc hơn hãy quan sát lại một lần nữa nhé hít vào đầy hơi này gồng bụng nhén thở duỗi căng tay và đạp căng quá chân Thử cắm chân gồng bụng nâng lên rồi hạ xuống thở ra <laughs> thì thế rất là hay luôn đúng không vừa phục hồi lưng vừa săn chắc vùng bụng số lần thì tôi khuyến khích các bạn hãy tập thật nhiều tư thế này vào từ 12 cho đến 18 vòng thì đó là năm tư thế mà cái ba đã tổng hợp lựa chọn từ các giáo trình đào tạo của mình rất phù hợp cho những ai đang bị đau lưng lại còn mong muốn là có một cơ bụng săn chắc hơn thì các bạn hãy áp dụng nó đều đặn mỗi ngày à, ngoài ra thì với bài tập trên thì cái ba cũng có một chuỗi bài tập khá là thú vị với 7 ngày à, các bài tập đấy sẽ có sự đồng hành khi Ba hướng dẫn là mỗi bài tập là 30 phút cái hay ho là các bài tập yoga sẽ rất là dễ để tập và rất là hiệu quả cho phần lưng của bạn Các bạn sẽ để nó trong phần mô tả hoặc màn hình kết thúc Bạn sẽ tập tiếp với hành trình tiếp theo Nhưng trước tiên cứ áp dụng 5 bài tập này được không Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và theo lại bạn trong những chia sẻ tiếp theo Xin chào